để chăm lo cho tất cả mọi người. Bác Thương đã phụ già xuất về của biến lụa. Bác Thương đèn cháu nhỏ chúng tôi hủy quả đo. Bác Thương đèn chúng tôi đến nay ở ngoài trình. Bác Thương người thân sĩ cũng ghét ngoài đi thương. Bác Thương thăm hỏi lên vàng yêu thương. Đến với hội thi, chúng em phải chuyện bác Hồ. Hôm nay, em xin được kể câu chuyện chiếc áo ấm. Theo tập sách bác Hồ cũng yêu, đã nói lên phẩm chất cao quý, tình cảm hai lúc đó. Câu chuyện quên xin phép bắt đầu. Gió đất chạy về, mang theo những hạt mưa lăn tăn, làm cho khí trời càng lạnh giá. Thung lũng bạch thi con dừng lại trong yên giấc. Trong một ngôi nhà sàn nhỏ, vẫn còn rất ra ánh sáng. Ở đây, bác vũ thức, vẫn làm việc khuya như bao nhiêu người thường khác. Bỗng, cánh cửa nhà sàn hé mở, bóng bác hiện ra. Bác đi xuống cầu thang, đi thẳng về phía đất tay, dẫn con lên cửa gác. Chúng là người phụ ở đây có phải không? Thưa bác, con ạ. Uống con pháo mưa. Con gặp người nhắc mặt sẽ khác. Dạ thưa bác, cháu không có ạ. Bác nhìn tôi từ đầu tới chân, ái ngại. Ghét dê uống pháo mưa, không bị ướt, đỡ lạnh hơn. Sau đó, bác từ từ đi vào nhà, dẫn suy nghĩ. Một tuần sau, anh Bảy cùng một số người nữa đem đến cho chúng tôi 12 chiếc áo nhẹ dài chỉ lệ phẩm. Anh nói bác Bảy phải cố gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay tôi mang chiếc áo này cho các đồng chí. Được một chiếc áo như thế là một niềm quý, nhưng đối với chúng tôi còn quý giá và hạnh phúc hơn khi được bác trực tiếp chăm lo chăm sóc với cả tấm lòng yêu thương của một người Việt Nam. Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo của mẹ mình vừa đến ghé qua bác làm việc. Thấy tôi, bác cười mặt khen. Hôm nay chúng ta không mới rồi. Thưa bác, đây là áo Bảy đến cho tiểu đội chúng cháu mỗi người một chiếc ạ. Nghe tôi vui lại, bác rất vui và cũng cười mặt vào thêm. Chúc mừng bạn giữ gìn sức khỏe và làm tốt công tác. Dặn dò xong, bác trở lại ngôi nhà sàn để làm việc. Lòng tôi xúc đau xúc động, bác đã làm áo ấm cho chúng tôi, trong khi bác chỉ mặc một chiếc áo đã cũ. Bác để chúng tôi phải chăm lo cho bác nhiều hơn, còn bác, các bạn chỉ về chúng tôi nhiều quá. Từ đấy, chúng tôi